Lê Hoàng Phương đáp trả khôn khéo lời đồn, đi thi chỉ để xem mặt Á hậu, dì Dung mắt mặt sướng rơn. Hoa hậu Lê Hoàng Phương có những chia sẻ đáng chú ý ngay sau khi đăng quang, khôn khéo ứng xử xứng đáng nuốt mic khiến dân tình khen hết lời, dì Dung đứng cạnh cũng phải sướng rơn mắt mặt. Tối 27 tháng 8, tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, người hâm mộ nhan sắc đã thật sự trải qua một đêm thi bùng nổ của chung kết Miss Grand Việt Nam 2023, mãn nhãn về những phần thi của top 44 thí sinh xuất sắc nhất đến từ khắp nơi trên cả nước, trải qua nhiều vòng thi gay cấn, loại trừ từ top 44 dần xuống top 20, top 15, top 10 và top 5, thì danh hiệu cao quý nhất cuối cùng cũng đã tìm ra được chủ nhân, đó chính là Lê Hoàng Phương, người đẹp đến từ Khánh Hòa. Chiến thắng của Lê Hoàng Phương cũng được nhận xét là một chiến thắng thuyết phục, nhận về nhiều sự đồng thuận từ đại đa số khán giả, bởi ngay từ những ngày đầu nhập cuộc thì mỹ nhân sinh năm 1995 này đã trở thành thí sinh được đánh giá cao, thậm chí là không có đối thủ. Danh hiệu cao quý này cũng được xem là thành quả xứng đáng cho 4 năm nỗ lực chầy chật qua nhiều cuộc thi của Lê Hoàng Phương, chính thức ghi danh mình vào dàn hoa hậu có danh hiệu cao quý tại Việt Nam, là gương mặt tên tuổi có vị trí nhất định trong làng mẫu Việt Nam. Chính vì thế khi Lê Hoàng Phương ghi danh tham dự Miss Grand Việt Nam 2023 thì cũng đã tạo nên một cú nổ truyền thông lớn. Bên cạnh đó, nàng hậu cũng là người có nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc khác, trong đó thành tích cao nhất là top 5 họa hoàn vũ Việt Nam 2022. Việc khán giả kỳ vọng, tin tưởng vào người đẹp gốc Khánh Hòa này cũng là điều dễ hiểu. Bên cạnh những kỹ năng trình diễn, thần thái ngút ngàn cùng body nhan sắc chuẩn chỉnh thì vẻ đẹp về tri thức của Lê Hoàng Phương cũng là điều mà khán giả suy xoa. Theo đó, với kinh nghiệm chinh chiến nhiều cuộc thi cùng tư duy sẵn có của mình, Lê Hoàng Phương được đánh giá là người đẹp nuốt mic. Ngay sau khi đăng quang, cô lại càng thể hiện rõ hơn điểm mạnh này. Với thời khắc hạnh phúc, tâm trạng lâng lâng nhưng người đẹp vẫn có được những màn ứng xử vô cùng tinh tế, ai nghe được cũng phải gật đầu thán phục. Theo đó, ngay trên sân khấu đăng quang, Lê Hoàng Phương sau khi đạt vương miện đã phải nhận câu hỏi khó từ phóng viên. Trước đó, cô từng bị đánh giá đi thi khi biết chắc mình đã thắng đến chỉ để xem mặt Á hậu. Đáp trả điều này, tân Miss Grand Việt Nam 2023 khéo léo nói: "Thật ra tôi không nghĩ vậy đâu, tất cả 44 cô gái có mặt tại chung kết thì đều là những mảnh ghép tuyệt vời trong hành trình này. Khi mà đồng hành cùng các bạn thì tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp, một mình tôi cũng không tạo nên cả một chương trình, hay thiếu đi một mảnh ghép trong 44 thí sinh thì cũng không tạo nên một Miss Grand Việt Nam 2023. Mong mọi người hãy công nhận tất cả sự nỗ lực của các thí sinh trong cuộc thi này." Màn ứng xử nuốt mic của Lê Hoàng Phương đã nhanh chóng ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả, nhiều người để lại những lời khen có cánh, cho rằng người đẹp có phong thái hoa hậu quá đỉnh cao, mọi thứ đều từ tốn và vừa vẹn, không hề tự cao tự đại như những nàng hậu tai tiếng gần đây. Với danh hiệu của mình, Lê Hoàng Phương cũng đã chắc suất được đại diện Việt Nam dự thi Miss Grand International 2023 được tổ chức vào tháng 10 tới. Ngay trên sân nhà Việt Nam, hiện những kỹ năng và nhan sắc của mình sẵn có, nàng hậu đang được các fan sắc đẹp đặt rất nhiều kỳ vọng, tin tưởng cô sẽ làm nên chuyện tại mùa giải lần này sau ngôi vị hoa hậu đi vào lịch sử của Thúy Tiên. Chặng hành trình của nàng hậu sinh năm 1995 Lê Hoàng Phương hiện cũng chỉ vừa mới khởi đầu, tương lai chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn và chông gai phía trước. Nhưng các fan đều đang đặt niềm tin hết cỡ vào nàng hậu, mong cô sẽ luôn vững tin và hoàn thành tốt những nhiệm vụ, nghĩa cử cao cả của một đương kim họa hòa bình Việt Nam, lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp, có ý nghĩa cho xã hội.